quý vị và các bạn đến với những tình tiết mới nhất của bộ phim Hương Vị Tình Thân. Hương Vị Tình Thân phần 2 tập 60, bà Xoa sốc nặng khi biết Tấn tính kế đoạt tụ con trai. Bà Xoa bị sốc trước thông tin của Thi về nhân tình, hóa ra Tấn quay lại đây là vì Dũng chứ chẳng phải vì tình xưa nghĩa cũ với mình trong Hương Vị Tình Thân phần 2 tập 60. Trong bộ phim Hương Vị Tình Thân phần 2 tập 60, Chiến Chó lấy tay bịt mũi để giả giọng người khác gọi điện cho Tấn. Chiến Chó cho Tấn hay sẽ giao nộp bản gốc bằng chứng chứng minh ông sinh có tội. Tuy nhiên, ông Tấn vẫn đề phòng hỏi, lấy gì đảm bảo những hình ảnh này không rõ gì ra ngoài? Trước thái độ của Tấn, Chiến Chó nói với giọng cứng rắn, đừng có làm nhảm, nếu mày không chuyển tiền, tao sẽ bán nó cho người cần. Ở một diễn biến khác, hai mẹ con bà Xoa ngồi tâm sự với nhau ngoài sân. Khi nói cho bà Xoa biết kế hoạch của ông Tấn, theo đó, ông Tấn đang lo thủ tục cho Dũng và người yêu của mình. Theo như những gì con biết thì bố con họ sẽ đoàn tụ với nhau ở một nơi nào đó mà không có mẹ, thì tiết lộ cho bà Xoa. Bà Xoa sốc trước thông tin của Thi về nhân tình, hóa ra Tấn quay lại đây là vì Dũng, chứ chẳng phải vì tình xưa nghĩa cũ với bà. Trước những khó khăn đang phải đối mặt, ông Sinh nói với bà Dần, bà yêu thương con bé Nam như bác khuyên, nhà mình phải khó khăn lắm, bố con cháu nhận được nhau. Trong hoàn cảnh này cháu cũng khổ tâm lắm, ở lại và rút tính toán cho con nó, mà đi bây giờ thì cũng chưa được, mong bà thông cảm cho cháu ở lại thêm một thời gian nữa được không ạ? Trả lời ông Sinh, bà Dần nói, con khuyên ở đây còn có tôi nữa cơ mà, anh đừng lo. Chúng ta cùng nhau chờ đón những tình tiết hết sức thú vị của bộ phim trong tập tối nay nhé.